Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự quốc phòng tối ngày hôm nay. Và sau đây là bản tin chi tiết. Việt Nam không nên mua chiến đấu cơ JAS-39E Gripen Thụy Điển. Vì sao? Thụy Điển bắt đầu cho nhập biên những chiến đấu cơ JAS-39E Gripen đầu tiên. Đây là loại chiến đấu cơ từng được Việt Nam cân nhắc trong quá khứ với giá vận hành rẻ, độ phổ biến không cao, khả năng chiến đấu khá tốt. Mới đây, Thụy Điển đã cho nhập biên những chiếc đấu cơ JAS-39E Gripen đầu tiên. Đây là phiên bản mới nhất của dòng chiến đấu cơ bế hạt tiêu, rẻ tiền nhưng có võ, do Thụy Điển tự nghiên cứu và phát triển. Từng được xem là loại chiến đấu cơ có giá vận hành rẻ bậc nhất thế giới. Tuy nhiên, JAS-39E Gripen của Thụy Điển lại có giá thành không hề rẻ, lên tới 85 triệu USD cho mỗi chiếc, gần bằng với giá mua mới của F-35A. JAS-39E Gripen là phiên bản một chỗ ngồi, được phát triển từ phiên bản Gripen NG để sản xuất hàng loạt. So với những phiên bản gốc, JAS-39E có động cơ kiểu mới, hệ thống radar hiện đại hơn. Ngoài ra, kiểu dáng khí động cơ học của JAS-39E cũng được thay đổi. Chiếc chiến đấu cơ này có khả năng mang theo nhiều nhiên liệu hơn, tăng thêm hai giá treo so với thông thường, và tất nhiên là giá thành vận hành cũng cao hơn nhiều so với phiên bản cũ. Trong khi các phiên bản rẻ nhất của JAS-39E như JAS-39A hay JAS-39B có giá vận hành chỉ dưới 10.000 USD mỗi giờ, JAS-39E lại có giá vận hành rất cao, lên tới 20.000 USD mỗi giờ. So với các loại tiêm kích một động cơ phổ biến khác như F-16 của Mỹ, giá thành và giá vận hành của JAS-39E đắt đỏ hơn rất nhiều lần, nhưng thực tế thì hiệu quả chiến đấu của chiếc tiêm kích này vẫn khá mờ ám. Đơn giản là do JAS-39E vẫn có độ phổ biến cực kỳ ít, chưa được chứng minh trong thực chiến, và bản thân độ bền của loại chiến đấu cơ này cũng chưa được kiểm chứng. Các chuyên gia nhận xét, độ bền của JAS-39E có vẻ khá mù mờ do loại chiến đấu cơ này được thiết kế cải biên dựa trên thiết kế cũ của JAS-39E nhưng lại có trọng tải cao hơn, nhiều khả năng dẫn đến việc độ bền của khung thân máy bay bị giảm. Với giá thành mua mới quá cao, giá vận hành cũng không mềm cho lắm, kèm theo đó là độ bền cũng như khả năng chiến đấu của JAS-39E chưa được kiểm chứng. Việt Nam có lẽ không nên động tới loại tiêm kích này quá sớm. Các phiên bản JAS-39A hay JAS-39B dường như sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời hơn không chỉ cho không quân Việt Nam mà còn nhiều lực lượng không quân quy mô nhỏ khác trên thế giới thay vì phiên bản đắt đỏ JAS-39E. Không có gì là bí mật khi hầu hết các vũ khí trong quân đội Việt Nam là của Nga và Nga-Belarus sản xuất. Lưu ý đây là những đặc điểm cơ bản của một loại vũ khí hoặc thiết bị quân sự cụ thể mà Nga dành để xuất khẩu. Chúng có thể khác nhau đối với một khách hàng cụ thể. Đầu tiên, xe tăng T-90S SK. Gần đây, Việt Nam đã sở hữu xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S SK do nhà máy chế tạo khổng lồ Yuravagon Zavod của Nga sản xuất. Mẫu xe này phát triển từ tăng T-72 thời Liên Xô. Cả hai loại xe đều có ngoại hình tương tự nhau. Nhưng nếu đặt cạnh nhau, chúng ta sẽ thấy rõ ràng có những điểm khác biệt, ngay cả thân xe và tháp pháo cũng khác nhau. T-90 ban đầu được thiết kế để xuất khẩu, tuy nhiên xét về đặc điểm tổng hợp, vượt trội hơn đáng kể so với T-72. Vì vậy, hiện nay xe tăng loại này được cung cấp cho quân đội Nga bản T-90M và phiên bản sửa đổi T-90S SK là một trong những loại được cung cấp cho khách hàng nước ngoài. Vũ khí mạnh mẽ, hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại cho phép T-90S bắn trúng mục tiêu với độ chính xác cao vào mọi thời điểm và trong mọi điều kiện thời tiết, khí hậu. Và điều này đã được chứng minh bằng thực chiến. Trang bị xe có pháo nòng trơn 125mm, súng máy 7,62mm và một súng máy phòng không 12,7mm. Hệ thống tự bảo vệ bao gồm thiết bị tạo khói tự động, giáp phản ứng nổ và vỏ thép dày có thiết kế khá phức tạp. Xe tăng có thể được trang bị thiết bị lái dưới nước, lưỡi ủi tự san lấp mặt bằng có thể gắn lưới kéo chống mìn trên đó. Trọng lượng chiến đấu 46,5 tấn, nặng hơn 4 tấn so với T-72. Động cơ turbo diesel V12 1000 mã lực có khả năng tăng tốc xe lên 60 km/h. Lượng nhiên liệu đủ hoạt động cho quãng đường 550 km. Xe tăng T-90 SK chỉ huy trang bị thêm đài vô tuyến sóng ngắn, thiết bị định vị và la bàn pháo binh. Lực lượng phòng không quân đội Việt Nam được trang bị hệ thống tên lửa phòng không di động S-300 MU-1 do công ty Amas Athe của Nga phát triển. Mặc dù thực tế hệ thống này không phải sản phẩm mới nhất, nhưng vẫn còn khá phù hợp trong điều kiện ngày nay. Được thiết kế để bảo vệ các mục tiêu quan trọng trước mọi loại vũ khí tấn công đường không.
có thể chống lại máy bay tầm bắn tới 150 km, tên lửa hành trình chiến lược ở độ cao 6 đến 100 m, tầm bắn 28 đến 38 km, tên lửa đạn đạo chiến thuật ở tầm bắn tới 40 km và các mục tiêu trên không khác bay với tốc độ lên đến 2.800 m/giây. S-300 PMU-1 có khả năng hoạt động trong một cuộc tập kích đường không lớn, kể cả khi bị can thiệp điện tử dữ dội. Sử dụng đạn tên lửa phòng không 48N6E, tuổi thọ của hệ thống S-300 PMU-1 ít nhất là 25 đến 30 năm và có thể gia hạn đáng kể sau khi đại tu. Hệ thống này dựa trên khung gầm MAS-537 8x8 do Belarus sản xuất. Giống như bất kỳ quốc gia có biển nào khác, Việt Nam buộc phải quan tâm đến việc bảo vệ bờ biển một cách đáng tin cậy. Và đất nước có phương tiện như vậy, hệ thống tên lửa chống hạm bờ biển K-300 Passion P của Nga được trang bị tên lửa chống hạm P-800 Yakont. Passion cung cấp khả năng bảo vệ đáng tin cậy chống lại tàu mặt nước đối phương ở khoảng cách đáng kể so với bờ biển. Tên lửa Yakont siêu thanh bay với tốc độ lên đến Mach 2,5, tầm bắn tới 300 km, có thể vượt qua các hệ thống phòng không hải quân mạnh mẽ, tiếp cận mục tiêu từ hướng bất ngờ nhất. Tổ hợp có khả năng tấn công từ sâu trong lãnh thổ, hoạt động gần như theo chiến thuật du kích, khai hỏa, bắn một loạt đạn, nhanh chóng di chuyển vị trí và các tên lửa sẽ tự tìm diệt mục tiêu. Thời gian triển khai tổ hợp vào vị trí bắn không quá 5 phút, có thể bắn loạt tới 12 tên lửa cùng lúc. Cuối cùng, Passion P còn có thể được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất. Việt Nam là nước duy nhất ở Đông Nam Á sở hữu hệ thống tên lửa tác chiến chiến thuật 9K72 Elbrus với tên lửa đạn đạo một tầng nhiên liệu lỏng R-17E. Được phát triển tại Liên Xô, tên lửa này hoạt động từ đầu những năm 1960, tham gia nhiều cuộc chiến tranh cục bộ trên thế giới, nhưng ngày nay Elbrus bị coi là đã lỗi thời. Không sớm thì muộn, Việt Nam sẽ phải nghĩ đến việc thay thế bằng vũ khí hiện đại hơn. Và Nga có thứ gì đó để cung cấp cho đối tác truyền thống, phức hợp Iskander-E, một bệ phóng mang theo hai tên lửa, độ chính xác cao cùng một lúc. Xét về tầm phóng, Iskander-E không thua kém cựu binh Elbrus, còn về độ chính xác và tốc độ triển khai thì vượt trội hơn hẳn.